Xin chào các anh em. Tuần vừa rồi thì với tôi là một tuần tràn đầy năng lượng, và với anh Quang Hưng thì anh thấy thế nào? Vừa rồi thì đối với tôi cũng là một tuần rất là vui vẻ và tuyệt vời với đồng đội. Và tôi tin chắc rằng các anh em đang xem chương trình cũng đã có một tuần tràn đầy năng lượng sau khi đã thấm và quen với nét văn hóa phục vụ 5C. Và như thường lệ thì chúng ta hãy cùng điểm qua những chủ đề chính sau đây. Anh Hoàng giám đốc Ban Trai nói gì sau khi 9 Salon tại Hà Nội hoàn thành khóa học văn hóa phục vụ và kỹ năng giao tiếp? Chia sẻ của các anh em học 5C thì sướng rồi, còn thực hành thì còn có sướng hay không? Những ấn tượng sau 10 ngày học lớp đào tạo quản lý 30 Sai. Chào đón thành viên thứ 24 của đại gia đình 30 Sai, 245 Lê Đại Hành. Nhân sự mới tuần qua có gì hot? Và chuyện đêm muộn. Trước khi đến với lời chia sẻ của anh Hoàng thì chúng ta hãy cùng điểm qua, cùng chiêm ngưỡng những nụ cười ấn tượng nhất, cũng là những chữ C đầu tiên trong 5C mà nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận lại được trong suốt quá trình học. Các bạn hãy bình chọn nụ cười đẹp nhất, hoặc các bạn có những cái nụ cười ấn tượng hơn nữa thì hãy để lại ngay cho chúng tôi tại dưới phần comment. Và sau đây là lời chia sẻ của anh Hoàng. Cái khóa học vừa rồi thì nó diễn ra rất là tốt đẹp, và theo như cái thông tin anh thấy từ các GSM thì cái việc mà các bạn đang ứng dụng 5C ở salon thì nó cũng đang diễn ra rất là tự nhiên, diễn ra rất là nhiệt tình. Và nếu mà mọi người để ý thì mọi người có thể thấy là cái phản hồi từ phía khách hàng đến những dịch vụ của chúng ta nó cũng đã thay đổi rất là nhiều. Anh thì đầu tiên thì anh cũng rất là cảm ơn mọi người đã đón nhận những cái thay đổi trong cái văn hóa phục vụ này. Và cái lời thứ hai thì anh cũng muốn gửi một lời động viên đến tất cả anh em. Có thể là ban đầu thì mình thực hiện nó sẽ còn ngại ngùng, nhưng mà khi mà nó đã vào thành quen rồi thì mọi người sẽ thấy được cái hiệu ứng của nó rất là lớn với cái sự hài lòng của khách hàng. Và từ phía của anh hay của ban lãnh đạo thì chắc chắn bọn anh sẽ có nhiều cái chương trình, nhiều cái động viên thiết thực hơn nữa để giúp cho mọi người đưa cái 5C thực sự đưa vào cái đời sống của salon nó tốt hơn. Thì đấy là với cái tình hình của Hà Nội. Còn với các anh em Hồ Chí Minh rồi thì mọi người cũng sống trong một cái nền văn hóa phục vụ ở Sài Gòn rồi, thì anh tin là anh em sẽ còn đón nhận cái 5C là một cách nó dễ dàng hơn nữa. Thì cái ngày 18 tới đây thì mình sẽ bắt đầu một cái mấy chục ngày đào tạo dài hạn ở trong Hồ Chí Minh. Thì anh nghĩ đây là một cái dịp rất là tốt để anh em mình hiểu thêm về văn hóa phục vụ, để anh em mình gần gũi nhau hơn, để anh em mình có những cái thay đổi lớn hơn cho trước cái dịp cuối năm này. Thì anh cũng chúc cho các anh em Hồ Chí Minh sẽ có những cái ngày học tập và ứng dụng tốt những cái việc được học. Học về văn hóa phục vụ thì rất là dễ hiểu, rất là vui rồi. Nhưng mà khi mà áp dụng thực tế dưới salon thì có gì khó khăn không anh Huân? Theo tôi ấy, thì là những cái việc nhỏ nhất như là cười, chào hay cảm ơn cũng nên biến nó thành một cái thói quen cần luyện tập hàng ngày. Và tôi nghĩ là nó còn là cái e ngại của nhiều người khi mà phải tiếp xúc với cái những người chưa quen biết. Vậy chúng ta hãy cùng xem người trong cuộc nói gì nhé. Cái 5C thì lúc đầu thì chưa được học, qua quá trình học thì cảm thấy nói chuyện nó rất là khó. 5C thì bây giờ thì cảm giác nó dễ hơn ngày trước rồi. Quen dần hơn so với lúc đầu, cảm thấy nó dễ hơn, quen dần thành thói quen. Lúc đầu thì nó hơi ngại thế nhá, tại vì kiểu như chào khách hay là mời khách thì nó hơi ngại, nhưng mà lúc sau thấy bình thường, quen rồi thấy bình thường. Thì về cái khó khăn thì mình cũng có chia sẻ một vài điều như sau. Thì trước đây thì cái văn hóa phục vụ của các bạn ấy thì chưa có tính thống nhất và chưa có một quy chuẩn riêng. Thành ra là khi áp dụng văn hóa 5C và nhiều bạn còn hay quên, cũng như là chưa chủ động trong nhiều tình huống. Thì sau khi học cái văn hóa phục vụ 5C của thầy Tường thì mọi người hiểu thế nào là cách chào, câu chúc, lời khen, cảm ơn khách hàng, và mọi người cảm thấy mọi người thực hiện cái đó sẽ chủ động hơn ấy, và khách hàng cảm thấy khá là hài lòng khi mà nhân viên có sự chủ động. Thì cái khó khăn của mình là ban đầu thì cũng chưa được quen, nhưng mà sau khi học thầy Tường ấy, cái lớp văn hóa phục vụ 5C thì mình cảm thấy là cái đó rất là hữu ích và rất là cần cho việc chăm sóc khách hàng, cũng như là mình làm cho khách hàng được hài lòng hơn, và cũng như là chất lượng phục vụ của mình nâng cao hơn. Lần đầu
Dạ vâng, anh có thấy là cái văn hóa phục vụ của 30 size bây giờ ấy nó có làm hài lòng anh không ạ? Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời ạ. À, vâng, anh có thể nói rõ hơn là cái phong cách phục vụ của các bạn ý làm hài lòng anh như thế nào không ạ? Chỉ nói câu triệu like. Dạ vâng, hai bố con rất là đẹp trai. Có vẻ như trái với nhận định của tôi thì việc biến 5C thành thói quen hàng ngày có lẽ là không phải là cái vấn đề gì quá lớn đối với anh em 30 size đúng không anh Hưng? Đúng rồi, tôi cảm nhận được là sau khi thực hiện thì anh em cảm thấy rất là hạnh phúc. Và nếu như bạn nào còn đang F3 mà thực hiện áp dụng 5C thì có khi còn nhanh gấu hơn. Và trong khi khối kinh doanh được học về văn hóa phục vụ và kỹ năng giao tiếp thì khối quản lý cũng có 10 ngày liên tiếp để được học về kỹ năng quản lý và lãnh đạo. Và chúng ta hãy cùng nhau xem những hình ảnh đáng nhớ trong khóa học này. Quay lại giá trị của con mình. Hãy làm những điều mà tới tiền mình muốn thôi. Còn tiền á, mình bỏ dưới quyền đi á, nó thành chữ tiên. Mình xem dấu sắc á, mình ra chữ tiếng. Mình xem dấu nặng á, ra chữ tiền. Đấy thì cái chữ tiền á, là phải do mình điều khiển. Mình để điều khiển. Chắc là thật sự hôm nay là vui bề ngoài mọi người thôi, nhưng mà ngồi với Hoàng với Hùng với Quân thì ngày hôm qua là cái ngày rất là khổ đối với Long Tường. Cho dù Long Tường đi chạy đã khoảng 40 doanh nghiệp rồi, và đang bắt đầu đồng hành với Tường 40 doanh nghiệp, chưa có một doanh nghiệp nào mà cả cái ngày cuối cùng rồi đó. Hay nói một câu là nó ngẹn ngào giống như thế đi sai. Họ gắm biết gắm là salon cuối cùng. Cái ngày mà cái lúc mà chia tay salon gắm là anh rất là cô đơn. Nó cảm giác một cái cô đơn là rất là lớn. Đó là cảm giác. Thì giờ muốn chia sẻ với mọi người, tất cả mọi người rồi cũng về cũng cười. Cái đây là mong muốn các em ở đây. Lấy số sang của anh. Một tiếng. Mình tự hỏi. Những tầm hồn đang đầu tư nhà Lâm Mô Tường, Hải Đăng, Nguyễn Thanh Hiền đang đầu tư nhà khách. Chúng ta chỉ có một con đường và ai thắng với thương có thể sẵn. Bây giờ thì còn được tóc hay nói chuyện. Chỉ hy vọng các em lắng nghe những lời cuối cùng. Chúng ta sẽ gặp lại giai đoạn 2, giai đoạn 3. Và tôi chỉ hy vọng tôi sẽ gặp lại bao nhiêu người này trong giai đoạn 2. Đừng đơn. Cuộc đời nó là thế. Hẹn mọi người trong giai đoạn 2. Phải nói là tinh thần làm việc và học tập của anh em 30 Size chưa bao giờ ngùn ngụt hơn lúc này. Và trong một diễn biến khác thì đội ngũ phát triển thị trường của 30 Size vừa mới điền thêm chỗ trống tại quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Với salon thứ 24 tại địa chỉ 245 Lê Đại Hành, chúng ta đang tiến dần tới cột mốc 26 salon trong năm 2017. Như vậy, 30 Size tiếp tục là chuỗi Đông Nam có quy mô lớn nhất Việt Nam với 9 salon tại Hà Nội và 15 salon tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trưởng salon tại 245 Lê Đại Hành là anh Nguyễn Thanh Tùng với kinh nghiệm làm trưởng salon tại 136 Hùng Vương. Chúc anh và các anh em sẽ đưa 245 Lê Đại Hành trở thành salon dẫn đầu hệ thống 30 Size tại Sài Gòn. Và tiếp theo là phần tin chuyển động nhân sự. Chúng ta hãy cùng nhau xem đâu là gương mặt đáng chú ý vừa mới gia nhập đại gia đình 30 Size của chúng ta qua lời giới thiệu từ chính các bạn. Mình tên Ngô Thành Quang. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? 28. À, bạn xin chứ. Rồi cho mình hỏi là bạn vị trí ở 30 Size của bạn là gì? À, là đại của số 245 này. Mình bạn cho mình biết sở thích của bạn là gì? Đi du lịch. Ngoài sở thích đi du lịch thì bạn có thích đi đâu nữa không ạ? Hay là cái gì nữa không? Chơi thể thao. Cho mình hỏi tính cách của bạn là ví dụ như bạn ghét hay là bạn thích cái gì không? Ghét sự dễ dã. Bạn cho mình cảm nhận về môi trường 30 Size nha.
mang ra mang sai là một giờ đó đấy để mình học hỏi và đi ra đây này để mong được là học đẹp của mình. Ok, cảm ơn bạn nha, chào bạn. Là sèo killer 163 Hàng Bông với 30 size, rất là thích nó. Môi trường rất là tiềm năng, 30 size là một hệ thống cắt tóc nam lớn nhất Việt Nam hiện nay. Em ở 30 size em có thể học hỏi rất nhiều kinh nghiệm và đặc biệt hơn cây số ở 30 size cũng khá là ổn định. Cũng cảm ơn mọi người. Xin chào anh, em là Mai Văn Hỏi, em đã đang làm việc tại 30 size 60 Lê Văn Thọ. Em đã làm việc ở đây được hơn một tuần rồi, em cảm thấy công việc ở 30 size rất chuyên nghiệp về đồng phục, tác phong công việc và quy trình làm việc. Cuối cùng là bản tin đêm muộn. 1 giờ đêm, khi tất cả đang chìm trong giấc ngủ say dưới cái lạnh 14 độ tiết trời mùa đông Hà Nội, chúng tôi, những thành viên trong nhóm marketing, vẫn đang cặm cụi ghi lại những thước phim để phục vụ những khán giả của 30 size TV. Không chỉ tại Hà Nội, tại thành phố Hồ Chí Minh, nhóm 30 size TV cũng không hề biết mệt mỏi cho dù trời đã gần sáng để hoàn thành những cảnh quay sẽ có trong một phim chiếu rạp sẽ ra mắt vào sau dịp Tết Nguyên Đán. Tất cả cùng chung mục tiêu giúp cho nhiều người hơn nữa biết đến 30 size, trở thành khách hàng của anh em chúng ta. Những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc bản tin nội bộ gặp nhau cuối tuần số 3 của 30 size TV. Chúc anh em lại có một tuần mới tràn đầy năng lượng và tiếp tục cháy hết mình với công việc để phục vụ khách hàng tốt nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.